Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Chuyện đã qua của tác giả Lê Thúy Diễm. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng đến ngay với tập của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm thu dọn quần áo, rồi chạy xe máy đến thẳng nhà bác Huệ. Bác ấy và dì Hai nói đúng, thân con gái một mình ở ngoài chả an toàn một chút nào. Đêm qua, may mà tôi thoát được, nếu không bây giờ chắc cũng bị chúng nó đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi chứ. Lúc tôi đến nhà bác Huệ thì trời vẫn còn rất sớm, mở điện thoại ra xem mới biết chỉ mới hơn 5 giờ. Giờ này chắc bác Huệ và dì Hai vẫn còn ngủ, cho nên tôi không dám gọi mà ngồi xuống bên cạnh cánh cổng tựa lưng vào tường, đợi cho trời sáng thêm một chút. Ngồi được một lúc thì hai mắt tôi bắt đầu díu lại. Có lẽ do đêm qua tôi không ngủ được, nên bây giờ mới buồn ngủ đến thế này. Tôi lắc đầu cố ép cho bản thân thật tỉnh táo, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thuyên giảm, mà càng lúc càng kéo đến nhiều hơn. Cuối cùng tôi không kìm được mà tựa lưng vào tường chợp mắt một lát. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hình dáng của Huy lập tức lọt vào mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, rồi lắc đầu. Hình như tôi điên rồi thì phải, đang yên đang lành lại tưởng tượng ra Huy làm gì cơ chứ. Cô ngồi ở đây làm gì? Nghe được câu nói đó tôi mới giật mình. Hóa ra không phải là tôi đang tưởng tượng mà là Huy thật. Anh đang đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi lần. Tôi với anh ta đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đến đâu cũng gặp nhau là sao nhỉ? Tôi đứng dậy nhìn anh ta rồi nói. Tôi đang đợi chủ nhà, mà sao anh lại ở đây? Nhà mẹ của tôi. Nhà mẹ của tôi? Hóa ra anh ta chính là cậu con trai gần 30 tuổi, vẫn chưa chịu lấy vợ mà bác Huệ đã nhắc đến đây sao? Thật là trùng hợp. Huy dứt lời, anh xoay người đi lại lấy chìa khóa ra mở cổng. Động tác của anh ta vô cùng thành thạo. Mặt tôi lúc này ngơ ra mất mấy giây. Đến khi tôi còn chưa kịp bình thường trở lại thì Huy đã nói. Cô không vào à? À có vào chứ. Huy không nói gì nữa. Anh đứng nép sang một bên cho tôi chạy xe máy vào trong. Khi cả hai đã đứng vào sân nhà của bác Huệ, anh ta lập tức đóng cổng lại. Lúc này bác Huệ từ trong nhà đi ra. Bác ấy nhìn thấy cả tôi và Huy đều có mặt ở đây thì ngạc nhiên hỏi. Hai đứa quen nhau à? Cả tôi và Huy đều im lặng. Anh ta im lặng rất lâu. Lâu như thể Huy đang đợi tôi trả lời. Nhưng tôi thì lại không biết trả lời như thế nào cho đúng. Nên cũng thôi. Bác Huệ thấy chúng tôi không ai lên tiếng thì nghĩ chúng tôi không nghe thấy nên hỏi lại. Hai đứa không nghe mẹ hỏi hả? Hai đứa quen nhau à? Tôi cứ nghĩ Huy sẽ bảo là không, hoặc là sẽ nói là thấy tôi ngồi đợi ngoài cổng nên sẵn tiện mở cửa cho tôi vào nhà. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, Huy chỉ vâng một tiếng thay cho câu trả lời. Bác Huệ nghe thấy thế thì mặt mày hớn hở, vội chạy đến trước mặt chúng tôi hỏi tới tấp. Hai đứa quen thế nào? Quen nhau lâu chưa? Là người yêu của nhau à? Lần này tôi không thể im lặng được nữa, mà đành phải lên tiếng giải thích. Bọn cháu không phải người yêu của nhau đâu ạ. Con và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sau khi nghe xong câu nói của tôi, khuôn mặt bác Huệ lộ rõ sự thất vọng. Thế mà bác cứ tưởng hai đứa là một cặp, nhìn bọn mày xứng đôi với nhau thế. Thấy không khí không được thoải mái, tôi định lảng sang chuyện khác. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì bác Huệ chỉ tay về phía chiếc vali đang đặt trên xe máy của tôi rồi bảo.
Hân dọn đến đây ở cùng với bác phải không? Đúng không cháu? Cháu nói bác nghe xem nào. Tôi không lên tiếng mà khẽ gật đầu một cái. Bác Huệ thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Ở càng đông thì lại càng vui. Bác Huệ nói đến đây thì quay mặt sang nhìn Huy rồi bảo. Huy, mau xách vali vào nhà hộ cho em đi con. Không cần đâu ạ, để con tự làm được. Mấy việc đó để đàn ông nó làm, con cứ vào nhà với bác. Tôi nghe bác ấy nói thế thì không lên tiếng nữa, chỉ im lặng liếc nhìn sang Huy, nhưng khuôn mặt anh ta cứ thản nhiên như không. Lúc này bác Huệ đi đến cầm mấy túi đồ trên tay Huy. Cái này đưa mẹ cầm cho, con mang vali của em Hân vào nhà cho mẹ. Vâng. Sau khi nghe thấy con trai trả lời như thế, khuôn mặt bác Huệ không giấu được sự hài lòng. Bác ấy đi đến nắm lấy tay tôi kéo vào nhà. Khi tôi vào trong nhà nhìn thấy dì Hai đang dọn bữa sáng ra bàn. Dì ấy thấy tôi thì ngẩng mặt lên nhìn cười một cái rồi bảo. Hân vừa đến hả con? Vâng, cần con phụ không hả dì? Dì Hai nghe tôi nói thì khua tay từ chối. Dì làm xong rồi, con cứ ngồi nói chuyện với bác Huệ đi. Vâng. Khi tôi và bác Huệ vừa đặt bông ngồi xuống ghế, đã thấy Huy kéo vali của tôi vào nhà. Anh ta đặt nó ngay trước mặt tôi rồi bảo. Vali của cô. Vâng, cảm ơn anh nhé. Huy không trả lời nữa mà quay sang nhìn bác Huệ. Dạo này mẹ thấy trong người thế nào rồi? Chân cẳng còn đau không ạ? Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi trái gió trở trời thì mẹ lại bị đau nhức. Con có mua cho mẹ ít thuốc bổ canxi với thuốc khớp, mẹ chịu khó uống vào. Cần gì thuốc bổ hả con? Chỉ cần mày chịu lấy vợ sinh cho mẹ một đứa cháu là mẹ sống đến 100 tuổi ấy chứ. Mẹ lại nữa rồi đấy. Rồi rồi, mẹ không giục mày nữa. Thôi, sang bàn ăn sáng đi. Bác Huệ nói đến đây thì quay sang nắm lấy tay tôi, điệu bộ vô cùng thân thiện. Đi ăn sáng thôi con. Vâng ạ. Vậy là buổi sáng hôm đó bốn người chúng tôi ngồi vào bàn cùng nhau ăn sáng. Lúc đến bàn ăn bác Huệ còn bảo. Bác ngồi gần dì Hai quen rồi, Hân sang bên kia ngồi với Huy đi nhé con. Ngồi gần anh ta tôi chả thích thú gì cả, nhưng bác Huệ đã nói thế tôi cũng đành vâng một tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Huy. Trong suốt bữa ăn chỉ có bác Huệ và dì Hai nói chuyện, thỉnh thoảng tôi lại nói một vài câu cho vui, còn Huy thì từ đầu đến cuối đều im bặt. Một lúc sau bác Huệ đột nhiên lại lên tiếng. Nhìn hai đứa đẹp đôi quá. Hay là hai đứa thử tìm hiểu nhau đi xem có hợp nhau không? Được thì năm nay cưới luôn. Tôi vừa gắp miếng thịt bò cho vào miệng, còn chưa kịp nhai, thì nghe bác Huệ nói thế xém tí thì phun cả miếng thịt bò ra ngoài. May mà tôi kịp ngậm miệng lại. Huy đang ăn, nghe thấy mẹ mình nói thế thì dừng lại. Mẹ! Bác Huệ thấy cậu con trai của mình không vừa ý, thì không nói đến chuyện đó nữa mà cười cười rồi bảo. Mẹ đùa thôi ấy mà, thôi ăn đi, hai đứa tiếp tục ăn cho no đi. Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi xin phép về phòng chuẩn bị một chút rồi đi làm. Khi tôi bước ra ngoài đã không thấy Huy đâu nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã đi rồi. Tôi chào bác Huệ và dì Hai, rồi lấy xe máy đến siêu thị mini để làm việc. Một tuần sau đó tôi ở nhà bác Huệ, cũng không thấy Huy ghé qua thêm một lần nào nữa. Dạo gần đây không hiểu sao, tôi lại ăn nhiều hơn bình thường, chắc là do dì Hai nấu ăn ngon quá thì phải. Một hôm khi cầm cuốn băng vệ sinh mà khách mua lên tính tiền, thì tôi lại sực nhớ ra một việc. Kể từ khi về nước đến giờ sao tôi không thấy dì Nguyệt đến thăm mình vậy nhỉ? Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy lo lo. Buổi chiều sau khi tan làm trên đường về tôi đeo khẩu trang, kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, rồi lén la lén lút đi vào một tiệm thuốc Tây, mua 2 cây que thử thai. Rồi mau chóng trở về nhà. Việc đầu tiên tôi làm khi bước vào phòng của mình chính là lao ngay vào nhà vệ sinh để thử thai. Đứng trong đấy tầm 3 phút chờ đợi kết quả mà tôi không dám thở mạnh, tâm trạng lo lắng kinh khủng. Tôi chỉ mong mọi thứ không như tôi đang nghĩ. Nhưng mà cuộc đời hình như cứ thích trêu ngươi tôi thì phải. Cầm cây que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ chót trên tay mà tôi không dám tin vào mắt mình. Lầm lũi bước ra khỏi nhà vệ sinh,
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai trên tay mình. Nước mắt vô thức lại rơi ra. Con của tôi sao lại đến vào lúc này? Không phải là tôi không muốn đón nhận, nhưng con đến trong hoàn cảnh này thật sự không phải lúc. Tối hôm đó tôi chỉ ăn qua loa một chút, rồi lại quay trở về phòng nằm chằn chọc trên giường mãi, vẫn không sao chợp mắt được. Tôi bí quá chẳng thể nghĩ ra được cách gì vẹn toàn cả. Bây giờ mà bỏ con thì tôi không nỡ, mà giữ lại thì cũng không được. Cuối cùng tôi đành lấy điện thoại ra gọi cho con bạn thân nhất của cuộc đời mình, hỏi ý kiến của nó xem thế nào. Dù gì người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn. Điện thoại vừa đổ chuông được 2 tiếng thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Thanh đã bắt đầu dở giọng trách móc. Mày còn nhớ đến tao đấy à? Tao tưởng mày quên mất tao là bạn mày rồi ấy chứ. Lúc này tôi không có tâm trạng đâu mà đùa giỡn như mấy lần trước nữa. Tôi thở dài một tiếng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình không cho nước mắt rơi ra, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, khó khăn lắm mới nói được 2 tiếng. Thanh ơi! Đầu dây bên kia dường như nhận thấy sự bất thường của tôi. Thanh xíu xít lên tiếng hỏi. Này, mày sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Tao có thai rồi. Cái gì cơ? Có thai? Mày đang đùa hay thật đấy? Tôi biết ngay nó sẽ có thái độ như thế mà. Ngay cả tôi cũng bất ngờ, huống hồ gì nó. Tôi hít sâu vào một hơi, thở hắt ra rồi nói. Tao nói thật đấy. Thai bao lâu rồi? Bố của đứa bé là ai? Mày có biết không? Mày làm như tao ngủ với nhiều người lắm không bằng ấy. Đừng nói với tao là con của Lão Huy nhé. Có mỗi anh ta đụng vào người tao chứ ai. Tốt, quá tốt rồi còn gì. Tốt cái đầu mày ấy. Tao đang rối cả ruột lên đây này. Đừng ở đó mà đùa nữa. Tao đùa bao giờ? Mày nghe tao nói đây. Có phải mày đang muốn dựa vào cha Huy ấy để đòi lại công ty không? Phải. Thế bây giờ mày có thai con của anh ta không tốt à? Mày nói với anh ta đứa bé là kết quả của đêm hôm đó. Bắt anh ta chịu trách nhiệm với mẹ con mày. Đương nhiên tao không nghĩ Huy sẽ cưới mày, nhưng ít ra anh ta sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho đến khi mày sinh con. Thời gian này mày và anh ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn, không chừng lại nảy sinh tình cảm. Mày không nghe ông bà ta hay nói gì à? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nói chung mày cứ lấy đứa bé ra làm cái cớ mà uy hiếp anh ta thì kiểu nào anh ta cũng phải đồng ý giúp mày lấy lại công ty. Đưa con ra làm bia đỡ đạn, tao cứ thấy sao sao ấy. Với lại ông ấy đang quen với con Nga cơ mà. Vì anh ta và con Nga là người yêu, cho nên mày càng phải ép Huy cưới mày cho bằng được. Làm cho ông Quang mất đi cậu con rể quý, cũng xem như trả thù được ông ta rồi. Sau này lựa cơ hội kêu ông Huy lấy lại công ty nữa thôi. Thôi được rồi, để tao tính, cảm ơn mày nhé. Hôm nay sao đột nhiên khách sáo thế? Ơn với chẳng nghĩa. Mày cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Mà này, tao đã xin trường cho mày nghỉ thêm rồi đấy. Lâu nhất là 5 tháng. Nếu đổi ý thì bay sang đây học với tao. Ừ. Sau khi nói chuyện điện thoại với Thanh xong, tôi nằm dài xuống giường. Cả đêm không sao chợp mắt được. Trong đầu vừa nghĩ đến đứa bé, vừa nghĩ đến những gì mà Thanh đã nói. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ làm một hôm, lấy xe máy chạy ra một phòng khám phụ sản, kiểm tra lại cho chắc chắn. Bác sĩ cầm lấy dụng cụ rồi bắt đầu di trên chiếc bụng của tôi. Một lúc sau bác sĩ đưa cho tôi một tấm ảnh rồi bảo. Thai 7 tuần đã có phôi và tim thai. Thời gian này vẫn chưa an toàn, cho nên cháu vẫn phải chú ý hạn chế đi giày cao gót và các vận động mạnh. Mỗi tháng nhớ đi kiểm tra thai kỳ một lần. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi chào bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám. Tôi không trở về nhà ngay, mà chạy thẳng ra bãi biển. Ngồi trên chiếc ghế đá giữa hàng dừa xanh ngát, tôi thở dài lôi tấm ảnh siêu âm mà khi nãy bác sĩ đã đưa nhìn cho mình. Tôi chăm chú nhìn vào chấm nhỏ bé xíu trong đấy. Nước mắt lại không kìm được mà lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mi. Tôi lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình. Bây giờ tôi không được yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ để trả thù, mạnh mẽ để lấy lại những gì thuộc về mình. Mặc kệ là phải dùng đến thủ đoạn gì cũng được,
Bằng mọi cách tôi phải trở thành vợ của Huy. Chỉ có như thế thì kế hoạch trả thù của tôi mới thành công. Cho dù bây giờ anh ta không yêu tôi, nhưng tôi tin khi chúng tôi sống cùng một nhà, cùng chăm sóc con của mình, thì tình cảm sớm muộn gì cũng có, không nhiều thì cũng ít. Đến lúc đó tôi sẽ dựa vào Huy để giành lại mọi thứ. Bất giác tôi đặt bàn tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, tôi khẽ nói. Xin lỗi con, mẹ không còn cách nào khác, đành mang con ra làm điều kiện với bố con rồi. Dù có thế nào đi nữa, Huy cũng là bố của đứa bé, chắc chắn sẽ không bỏ rơi con của mình. Hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra, tôi lấy hết can đảm bấm số gọi cho Huy. Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông thì đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Alo, tôi Hân đây. Huy nghe xong thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Gọi cho tôi có việc gì? Chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Được, nói địa chỉ và thời gian đi. Bây giờ tại Cà Phê Seven lầu 1. Đợi một lát. Tôi không trả lời lại mà tắt máy cho điện thoại vào túi, rồi chạy xe máy đến Cà Phê Seven. Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, cho nên quán cà phê cũng ít người. Tôi chọn một bàn rồi ngồi xuống đợi Huy. Tầm 10 phút sau, Huy đã đến. Khi tôi còn chưa kịp gọi, thì Huy đã nhìn tôi gật đầu ra hiệu là mình đã biết, rồi chậm rãi đi lại. Anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Tôi không trả lời câu hỏi của Huy, mà lấy trong túi ra tờ kết quả siêu âm khi nãy đẩy về phía anh ta. Anh tự xem đi. Huy nhìn tờ giấy trước mắt mình, hai đầu lông mày nhíu lại. Anh im lặng một lúc rồi hỏi lại như muốn khẳng định một điều gì đó. Nó là con tôi. Ngoài anh ra, tôi không chung đụng với ai cả. Sau khi nghe xong câu nói này, Huy đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của anh ta như đang muốn dò xét xem câu nói của tôi là thật hay là giả dối. Huy im lặng một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng. Bây giờ cô muốn thế nào? Tôi đưa tay nắm chặt vào chiếc váy của mình, lấy hết can đảm mà nói một câu. Chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Tôi biết ngay thái độ của anh ta sẽ thế này mà. Ngay cả tôi cũng không tin mình sẽ nói ra câu đó nữa là. Lỡ phóng lao rồi, tôi đành phải theo lao thôi. Bây giờ không thể dừng lại được. Không phải anh đã từng bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi hay sao? Bây giờ tôi mang thai con của anh. Chúng ta kết hôn là đúng rồi. Tôi không biết ý định của cô là gì, nhưng vì đứa bé tôi sẽ chấp nhận. Tối nay gặp nhau ở nhà mẹ của tôi. Nói dứt lời, Huy rút ra trong ví một tờ polymer đặt dưới ly cà phê của mình, rồi đẩy ghế đứng dậy rời đi. Nhìn thái độ hờ hững của anh ta, tôi bật cười. Một nụ cười chua chát. Kể từ khi nào tôi lại trở nên vô liêm sỉ như thế này? Tối hôm đó, khi tôi vừa từ nhà tắm bước ra, đã nghe thấy tiếng xe ô tô dưới nhà. Không cần đoán tôi cũng biết người đến chính là Huy. Khi tôi còn đang không biết có nên xuống hay không, thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Cứ nghĩ là dì hai nên tôi lập tức ra mở cửa. Dì! Lời còn chưa kịp nói xong tôi đã im bặt khi thấy Huy đứng trước cửa phòng của mình. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng không chút cảm xúc, làm cho tôi cảm thấy sợ sợ. Anh gọi tôi có việc gì? Xuống nhà nói chuyện với mẹ. Huy nói rồi không đợi tôi trả lời đã xoay người đi thẳng xuống lầu. Tôi cũng mau chóng đi theo anh ta từ phía sau. Trong lòng hồi hộp kinh khủng, bác Huệ thấy chúng tôi cùng nhau đi xuống thì cười toe toét. Hai đứa lại đây ngồi đi, có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Sau khi cả hai đã ngồi xuống ghế sofa, Huy mới chậm rãi lên tiếng. Chúng con muốn kết hôn. Nghe xong câu nói này của Huy, khuôn mặt bác Huệ không giấu nổi sự kinh ngạc. Bác ấy nhìn tôi rồi quay sang nhìn con trai mình giọng lắp bắp. Con vừa nói cái gì? Nói lại mẹ nghe xem nào. Huy kiên nhẫn nhắc lại câu nói vừa rồi của mình một lần nữa. Chúng con muốn kết hôn. Bác Huệ nghe xong dường như không tin nổi lập tức quay sang nhìn tôi. Thằng Huy nói có thật không hả cháu? Hai đứa muốn kết hôn thật à? Vâng.
Lần này bác Huệ nghe xong thì vỗ nhẹ xuống bàn một cái. Đấy, phải thế chứ. Trông hai đứa đẹp đôi thế kia mà. Thế định khi nào cưới? Càng sớm càng tốt mẹ ạ. Bác Huệ nghe xong thì cười cười rồi trêu. Lúc giục thì không chịu lấy, bây giờ muốn vợ lắm rồi à? 2 tháng nữa cưới thì hai đứa có chuẩn bị kịp không? Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Huy đã nói. 2 tháng thì lâu lắm. Ngày mai mẹ cứ đi xem ngày nào tốt tốt thì làm luôn trong tháng này cũng được. Được rồi, để ngày mai mẹ đi ngay. Mà hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới với thử đồ đi. Đến khi định ngày cái là cưới luôn khỏi lật đật. Vâng. Trong suốt cuộc nói chuyện, Huy không hề nhắc đến việc tôi đang mang thai. Tôi không biết vì sao anh lại làm thế. Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi đỡ phải mang tiếng là đứa chửa trước, rồi ép người khác kết hôn với mình. Tối hôm đó nói chuyện với bác Huệ xong xuôi, Huy không ở lại ăn tối mà bảo. Con còn một số việc cần giải quyết, con phải đi đây. Bận gì thì bận, cũng phải ăn uống đàng hoàng vào đấy. Cứ bữa đói bữa no lại đau dạ dày bây giờ. Mẹ yên tâm đi, con có đặt cơm rồi. Thôi, con đi đây ạ. Ừ, đi cẩn thận đấy. Sau khi anh ta đi rồi, dì Hai mới kéo tay tôi đi ra chỗ khác để nói chuyện. Sao đột nhiên con lại muốn lấy thằng Huy thế? Vì không muốn cho dì Hai biết tôi lấy Huy, không phải xuất phát từ tình yêu, mà là vì trả thù, cho nên tôi chỉ cười cười rồi bảo. Bọn con quen nhau lâu rồi, bây giờ thấy hợp thì cưới thôi ạ. Dì không mừng cho con à? Không phải thế, đương nhiên là dì mừng cho con rồi. Dì thấy cậu ấy cũng là người tốt đấy. Nếu thật sự hai đứa yêu nhau, thì dì tin Huy sẽ chăm sóc tốt cho con. Chỉ sợ hai đứa lấy nhau vội vàng thế này có chuyện gì xảy ra. Con lại là người thiệt thòi. Dì yên tâm đi, anh Huy tốt thế cho nên con sẽ không thiệt thòi gì đâu ạ. Ừ. Nói qua loa với dì Hai vài câu, tôi tìm cớ về phòng của mình. Vừa nằm xuống giường thì đã nghe điện thoại đổ chuông. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Thanh, nhưng khi nhìn thấy số máy hiện lên trên màn hình, tôi mới biết người đang gọi đến chính là Huy. Không biết có chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên Huy gọi cho tôi, nên tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Tôi đưa tay bấm nút màu xanh trên màn hình, rồi đặt lên tai mình tôi nói. Tôi nghe đây, ngày mai cô rảnh không? Sao thế? Đi chụp ảnh cưới. Vậy để tôi xin nghỉ làm một hôm. Sáng mai tôi qua đón. Ừ. Huy không trả lời lại mà lạnh lùng tắt máy. Nhìn thái độ lạnh nhạt của anh ta tôi lại cảm thấy buồn buồn. Người ta hay nói kết hôn là một việc vui, nhưng sao tôi chả thấy vui một tí nào cả. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà tôi mong muốn. Vậy là sáng hôm sau, Huy đến nhà đón tôi đi chụp ảnh cưới. Vì cả hai không yêu thương mặn nồng gì, cho nên chỉ chụp đại vài ba tấm cho xong. Trước khi về nhà, anh chở tôi đến một cửa hàng đồ trang sức. Tôi thì không biết Huy đưa mình đến đây để làm gì, nên mặt cứ ngơ ra. Khi tôi còn chưa kịp hỏi, thì anh ta đã bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho tôi. Vào trong đi. Để làm gì? Mua nhẫn. Lúc này tôi mới biết là Huy đưa mình đến đây là để mua nhẫn cưới, cho nên cũng ngoan ngoãn đi theo anh ta vào bên trong. Đứng trước quầy trang sức, nhìn mấy cặp nhẫn cưới mà tôi hóa hết cả mắt, chả biết lựa mẫu nào cho phù hợp, cuối cùng đành quay sang nhìn Huy. Này, anh muốn lấy cái nào? Huy nghe tôi hỏi thì hở hững đáp. Tùy cô, anh lựa hộ tôi đi, nhiều quá tôi không biết chọn. Anh nghe tôi nói xong không trả lời lại nữa, mà đưa mắt nhìn về phía mấy cặp nhẫn cưới một lượt, sau đó chỉ tay vào một cặp có đính một hạt kim cương ở trên, rồi quay sang bảo tôi. Cô thấy cặp này thế nào? Nghe thấy Huy hỏi ý kiến của mình tôi cảm thấy vui vui. Ít ra anh ta cũng tôn trọng mà hỏi ý kiến của tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía cặp nhẫn mà anh ta đang chỉ, rồi gật đầu đồng ý. Cặp đó đẹp đấy. Vậy lấy cặp đó. Sau khi mua nhẫn cưới xong xuôi, Huy đưa tôi về nhà. Anh dừng xe trước cổng cho tôi xuống rồi lái xe đi luôn. Bác Huệ vừa nhìn thấy tôi đi vào, đã kéo lấy tay tôi rồi bảo. Mẹ đi xem ngày rồi, thầy bảo cuối tuần sau là ngày đẹp, hai đứa có chuẩn bị kịp không? Để con hỏi anh Huy xem sao bác ạ. Ừ,
Nói nó xong thì bảo với mẹ, mà con đổi cách xưng hô đi là vừa rồi đấy. Bây giờ mà còn bác gì nữa, sắp thành người một nhà rồi, gọi mẹ đi xem nào. Vâng mẹ. Thế chứ, được rồi, con lên phòng đi. Vâng ạ. Sau khi về phòng của mình, tôi lấy điện thoại nhắn cho Huy một tin. Bác Huệ xem ngày rồi là cuối tuần sau, anh thấy thế nào? Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới nhắn lại vỏn vẹn cho tôi một từ ừ. Thế là cuối cùng hôn lễ của chúng tôi cũng được diễn ra vào một ngày cuối tuần của mùa hạ. Ngồi trong phòng thay đồ nhìn mình trong gương với bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, tôi bật cười. Kế hoạch trả thù của tôi coi như có một bước tiến mới. Lúc này không hiểu sao trong lòng lại thấy tủi thân kinh khủng. Người khác thì có bố mẹ bên cạnh, lúc vào lễ đường cũng có bố nắm tay mình đi vào, còn tôi thì chả có ai cả. Trong ngày trọng đại của đời mình, tôi không có bố, không mẹ, cũng không có bạn bè. Bất giác một giọt nước mắt lại rơi ra. Lúc này một tờ khăn giấy từ đâu đưa ra trước mặt tôi, làm tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn mới biết người đó là Huy. Anh thấy tôi cứ ngồi đơ ra đó thì mới lên tiếng bảo, lau nước mắt đi, cô muốn để mặt mũi tèm lem như thế mà ra đón khách à? Nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Huy, tôi khẽ nói, cảm ơn anh. Huy không nói gì thêm nữa mà đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Tôi cầm tờ khăn giấy nhìn mặt mình trong gương chấm chấm cho sạch nước mắt, rồi quay sang nhìn anh. Đến giờ rồi à? Ừ, xong chưa? Tôi xong rồi, vậy đi thôi. Tuy cả hai đã sắp là vợ chồng, nhưng tôi nói chuyện thì lại cộc lốc và lạnh nhạt như thế đấy. Chúng tôi rời khỏi phòng thay đồ đi về phía thang máy, để xuống sảnh đón khách. Vừa đi được một đoạn, đã nhìn thấy một cô gái đang đi nhanh về phía bọn tôi. Chỉ cần nhìn một cái là tôi đã nhận ra cô ta chính là Nga, con gái của ông Quang. Vì trước kia khi hai nhà còn qua lại, tôi đã gặp Nga vài lần. Cô ta vừa trông thấy tôi, đã lao đến không nói không rằng, đưa tay lên cao rồi tát vào mặt tôi. Trong lúc tôi nghĩ khuôn mặt mình đã phải hứng chọn cái tát của Nga, thì có một bàn tay kéo tôi lùi về phía sau. Sau đó một bóng sáng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, vừa kịp lúc hứng chọn cái tát của Nga vào mặt. Cô ta thấy mình đã ra tay tát Huy thì hốt hoảng, giọng nói lắp bắp. Em xin lỗi, em không có cố ý đánh anh đâu. Huy nhìn chằm chằm vào Nga rồi bảo. Cô đến đây làm gì? Lúc này Nga lao đến nắm chặt lấy tay Huy và khóc lóc. Tại sao anh lại bỏ em mà đi lấy vợ? Bố nói với em sang năm chúng ta sẽ kết hôn cơ mà. Sao bây giờ lại thế này hả Huy? Tôi đã đoán trước sẽ thế này mà. Tính cách con Nga trước giờ thế nào tôi biết chứ. Nó làm sao mà chịu nhường người đàn ông của mình cho người khác được. Tôi cứ tưởng sau khi nghe cô ta nói như thế, Huy sẽ nói với cô ta sự thật, rằng tôi và anh ta kết hôn chỉ vì trách nhiệm, hoặc là sẽ bảo Nga đợi anh ta một thời gian. Thế nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Huy lạnh lùng đáp. Tôi chưa từng nói chúng ta sẽ kết hôn. Ai nói với cô thì cô tìm người đấy mà hỏi. Nghe thấy anh ta nói như thế, Nga tức lắm. Nhưng cô ta không dám làm gì Huy cả, mà đưa mắt nhìn sang tôi rồi chửi. Có phải mày đã dụ dỗ anh ấy không? Có phải mày thấy bố tao mua lại công ty của nhà mày, nên mày mới giành Huy với tao để trả thù không hả? Tôi sợ Huy sẽ phát hiện ra ý đồ của mình thật, nên mới lên tiếng phủ nhận. Này, đừng có ở đó mà nói lung tung. Tao kết hôn với Huy chả dính dáng gì đến việc đó cả. Tao không tin mày cưới anh Huy là không có mục đích. Trong thời gian mày đang du học ở nước ngoài, thì tao với anh ấy đã quen nhau được 2 năm rồi. Không phải tự nhiên anh ấy lại bỏ tao mà lấy mày. Hay mày đã làm gì anh ấy? Mày đã cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy lại đồng ý lấy mày hả, con mồ côi kia? Tôi nghe Nga nói thế thì tức lắm, tịnh lao đến tát cho nó vài bạt tai hoặc là chửi cho nó một trận. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Huy đã nói. Đủ rồi đấy, cô đừng ở đây làm loạn nữa. Tôi kết hôn với ai đó là việc của tôi, không liên quan đến cô. Tại sao lại không liên quan? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, anh nói không liên quan dễ thế à? Đến giờ làm lễ rồi,
Tôi không đôi co với cô thêm nữa. Nếu muốn chúc mừng thì ở lại, còn không thì cứ việc đi về, tôi không cản. Nói dứt lời, Huy không để cho Nga trả lời, mà đã nắm lấy tay tôi kéo đi. Nga đứng ở phía sau vẫn không ngừng gào lên. Anh không được làm như thế, anh không được bỏ em. Mặc kệ cho Nga gào khóc thế nào, Huy vẫn nắm chặt lấy tay tôi bước về phía sảnh khách sạn. Tôi đang mang giày cao gót, lại bị Huy kéo đi nhanh quá, cho nên vấp chân vào váy cưới, ngã về phía trước. Cứ nghĩ lần này con của tôi sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi cảm thấy sợ. Không cần nghĩ nhiều đã lấy hai tay ôm chặt lấy bụng của mình. Như bản năng của một người mẹ, ôm chặt lấy đứa con của mình mà bảo vệ cho nó. Trong lúc tưởng mình sẽ ngã sấp mặt xuống sàn, thì có một bàn tay ôm chặt lấy eo tôi. Bàn tay ấy rất ấm và rắn chắc. Dù cách cả một lớp váy cưới nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh tỏa ra, chạm đến từng lớp da thịt của tôi. Huy đỡ lấy tôi đứng dậy, hai đầu lông mày bỗng nhíu lại, sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi không biết anh định làm gì nên cứ ấp a ấp úng nói. Này anh định làm gì thế? Huy không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ thế kéo chiếc váy cưới của tôi lên. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ đen tối. Anh ta đang định làm gì thế không biết? Đang giữa đường giữa xá lại kéo váy tôi lên như thế, không lẽ... Không lẽ anh ta muốn xem? Ôi thôi chết không được. Dù cho tôi và Huy đã từng đụng chạm xác thịt, nhưng không thể để anh muốn nhìn, muốn ngó gì tự ý như vậy được. Tôi lấy tay túm lại chiếc váy cưới của mình rồi nhìn Huy quát. Này, anh biến thái vừa thôi, đang ở hành lang khách sạn đấy. Tôi vừa nói xong câu này thì cảm nhận đôi giày cao gót của mình hình như đang bị anh ta tháo ra thì phải. Chết thật, đầu óc tôi sao tự nhiên lại trở nên đen tối thế không biết. Huy chỉ kéo váy cưới của tôi lên một chút để tháo đôi giày cao gót của tôi ra thôi. Vậy mà tôi lại nghĩ anh ta. Thôi thôi không nghĩ đến nữa, xấu hổ quá đi mất. Sau khi Huy tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân của tôi thì đứng dậy, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc. Tôi tháo giày ra cho cô là biến thái à? Vốn đã xấu hổ vì cái ý nghĩ đen tối của mình rồi, bây giờ nghe Huy nói thế tôi lại càng xấu hổ hơn. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng như cả quả chua chín. Tôi khua tay rồi bảo. Không không, cứ như là xem tôi chưa nói gì. Anh cầm lấy đôi giày cao gót của tôi không cần tôi đồng ý, đã ném thẳng vào thùng rác. Tôi hốt hoảng lên tiếng. Này, sao anh tự nhiên lại ném giày của tôi đi? Sắp đến giờ rồi tôi lấy cái gì mà mang? Anh ta không trả lời câu nói của tôi, mà lấy điện thoại bấm bấm số gọi cho ai đó. Tôi cũng chả biết, chỉ nghe Huy bảo. Mang cho tôi một đôi giày trệt size 37 lên tầng 1. Anh ta làm sao biết được tôi mang giày size 37 hay vậy nhỉ? Tính tôi trước giờ vẫn không bỏ được, hễ cứ thắc mắc chuyện gì là phải hỏi cho bằng được. Lần này cũng thế, tôi đợi Huy nói chuyện điện thoại xong thì lập tức lên tiếng hỏi. Này, sao anh biết tôi mang size 37 hay thế? Huy ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh chỗ chúng tôi đang đứng, nhàn nhạt trả lời. Số 37 dưới đế giày để làm cảnh à? Thì ra anh ta nhìn thấy số dưới đế giày của tôi. Vậy mà tôi còn tưởng. Mà thôi bỏ đi, anh ta đồng ý lấy tôi chỉ vì trách nhiệm thôi ấy mà. Cô định đứng đấy đến bao giờ? Mau ngồi xuống ghế đi. Tôi nghe anh ta nói xong thì gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tầm 10 phút sau, một người đàn ông trông chững chạc tuổi của Huy hớt hải chạy lại chỗ bọn tôi niềm nở nói. Cô dâu xinh quá nhỉ? Huy lườm anh ta một cái, làm nụ cười đang ở trên môi anh ta tắt ngúm. Anh ta đưa cho Huy một túi giấy rồi bảo. Giày sếp bảo em mua đây ạ. Ừ, cậu xuống đón khách đi. Vâng, chào sếp, chào cô dâu xinh đẹp. Vâng, em chào anh. Sau khi anh ta đi rồi, Huy ngồi xổm xuống sàn cầm lấy đôi giày từ trong túi ra, chậm rãi mang vào chân cho tôi. Nhìn thấy Huy mang giày cho tôi lại nhớ đến bố. Ngày trước khi tôi còn bé, bố vẫn hay mang giày cho tôi như thế này. Đã từ lâu rồi, tôi không được bố mang giày cho mình nữa. Cũng không ai quan tâm chăm sóc cho tôi như vậy cả. Cổ họng tôi đột nhiên lại cảm thấy nghẹn ứ, nước mắt cũng đã trực trào. Tôi không muốn mình khóc trước mắt người khác, đặc biệt là Huy.
cho nên mới ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nuốt ngược nước mắt vào trong. Một lúc sau, khi tâm trạng của tôi đã ổn hơn, tôi nhìn xuống trên mình mới biết Huy đã mang giày cho tôi xong từ bao giờ. Tôi cố nở một nụ cười thật tươi rồi bảo, cảm ơn anh. Việc gì? Vì anh đã mang giày giúp tôi. Không cần, tôi không làm vì cô mà vì con của tôi. Chúng ta đi thôi, khách đang đợi. Vâng. Hai chúng tôi đi vào trong thang máy, rồi mau chóng xuống sảnh khách sạn. Khách hứa lúc này đã đến đông đủ cả rồi. Hầu hết đều là họ hàng và khách của Huy và bác Huệ. Tôi thì không có mời ai cả, ngay cả một người họ hàng cũng không. Vì khi gia đình tôi sụp đổ, thì tất cả cũng đã quay lưng lại với tôi rồi. Bình thường cô dâu sẽ được bố dắt vào lễ đường, còn tôi thì không có bố, nên phải tự mình đi vào bên trong. Tôi hít sâu vào một hơi rồi thở mạnh ra, đưa tay nắm vào hai bên của chiếc váy cưới, định bước vào bên trong, thì đột nhiên lại có khuỷu tay chìa về phía mình. Tôi quay sang mới biết người đó là Huy. Trong lòng tôi lúc này lại dâng lên một cảm xúc, đó chính là cảm kích. Khi tôi còn chìm đắm trong mạch cảm xúc thì Huy lên tiếng. Vào thôi. Anh đối với tôi lúc nào cũng lạnh nhạt và tiết kiệm lời, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Ngày đó khi tôi bị Khánh bỏ thuốc là anh đã xuất hiện đúng lúc để cứu tôi. Khi nãy tôi khóc cũng là anh đã xuất hiện đưa cho tôi tờ khăn giấy. Lúc tôi vấp ngã cũng là anh đỡ. Bây giờ anh lại đứng bên cạnh cùng tôi bước vào lễ đường. Tôi lại cảm kích anh rồi. Tôi gật đầu, vòng tay qua Huy, cả hai cùng bước vào lễ đường. Đứng trên sân khấu, tôi đưa mắt nhìn một lượt. Tầm mắt bỗng dừng lại ở một chiếc bàn cách sân khấu một đoạn không xa. Ông Quang đang ngồi đó cùng với con gái của mình. Ánh mắt hai bố con họ nhìn tôi đầy căm phẫn. Nhìn thấy bọn họ như vậy, tôi không những không sợ mà trong lòng còn cảm thấy hả hê. Không biết tâm trạng của ông ta sẽ thế nào khi bị tôi cướp mất cậu con rể quý đi nhỉ. Cuộc chơi chắc chắn chưa dừng lại ở đây đâu. Tôi không những cướp đi cậu con rể mà ông ta ao ước, mà sẽ lần lượt lấy đi tất cả những gì ông ta đã lấy đi của tôi, khiến cho ông ta phải nếm trải cảm giác đau đớn mà tôi đã từng trải qua. Phải như thế tôi mới cảm thấy hả dạ. Sau khi MC nói vài câu, thì tôi và Huy bắt đầu trao nhẫn cho nhau, rồi cùng uống rượu giao môi. Không có một cái ôm, cũng không có một nụ hôn nào cả, chỉ là một đám cưới hình thức như thế thôi. Hôn lễ của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc trong sự chúc phúc của mọi người. Riêng chỉ duy nhất có hai người là thầm nguyền rủa tôi mà thôi. Tôi mặc kệ bố con nhà ông Quang đang căm thù mình thế nào, vẫn cười thật tươi cùng sánh bước bên cạnh Huy ra khỏi khách sạn, vì không muốn mẹ chồng biết về cuộc hôn nhân gượng ép của bọn tôi. Cho nên sau khi đám cưới kết thúc, Huy không đưa tôi về nhà mẹ chồng mà về căn biệt thự của anh, nơi mà hôm trước tôi đã lén vào để trốn tên chủ nợ 5 tỷ ấy. Ngồi trên xe cả tôi và Huy, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều im lặng cho đến khi vào đến nhà. Huy đi lại ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn về phía tôi. Ngồi xuống nói chuyện. Vâng. Bây giờ chúng ta đã kết hôn theo ý của cô rồi đấy. Cô muốn gì nói thẳng ra đi. Tôi biết bây giờ không phải là lúc mình nên nói sự thật với Huy. Tôi không thể bảo với anh là tôi đưa con ra ép anh kết hôn với mình để dựa vào anh mà trả thù nhà người yêu của anh được. Khi nãy Nga đã bảo rồi đấy thôi. Anh và cô ta đã quen nhau mấy năm rồi. Anh chắc chắn sẽ không vì tôi mà làm hại đến người mà anh từng thương. Chỉ trừ khi tôi khiến anh yêu mình. Từ giờ cho đến lúc ấy tôi nhất định sẽ không nói ra mọi chuyện. Tôi nhìn Huy bày ra cái bộ mặt vô tội lắc đầu đáp. Anh nói gì tôi chả hiểu gì cả. Không hiểu hay là cố tình không hiểu. Rốt cuộc cô muốn chúng ta kết hôn là vì cái gì? Đương nhiên là vì đứa bé trong bụng của tôi rồi. Huy nghe xong thì cười nhạt, anh gật đầu một cái. Được, nếu cô đã không muốn thì tôi cũng không ép. Nhưng tôi muốn nói rõ với cô một việc. Tôi và cô kết hôn chỉ vì đứa bé như cô vừa nói. Vậy nên cuộc sống riêng của tôi, cô đừng can dự vào. Vậy cuộc sống của tôi, anh cũng đừng quan tâm đến. Huy nhìn tôi với nét mặt hờ hững đáp. Được. Dứt lời Huy đi thẳng lên lầu. Tôi cũng đứng dậy đi theo anh ta từ phía sau.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chúng tôi không yêu nhau, cho nên tôi và anh sẽ ngủ riêng hai phòng khác nhau. Nhưng bây giờ thì mới biết không phải vậy. Tôi và anh sẽ ngủ chung một phòng, nằm chung một giường, còn lý do vì sao thì tôi không biết. Đêm đó chúng tôi nằm cùng một chiếc giường, nhưng cả hai xoay lưng lại với nhau. Tôi nhìn vào vách tường bên này, còn anh nhìn vào vách tường bên kia. Không ai nói với ai một câu nào, và dĩ nhiên cũng không làm tình với nhau. Do ngày hôm nay phải làm đám cưới, nên tôi cảm thấy khá mệt, cộng với việc tôi đang bầu bì. Nên vừa nằm xuống không bao lâu, thì hai mắt đã díu lại rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, đã không còn nhìn thấy Huy nằm bên cạnh nữa. Tôi đoán là anh ta đã đi làm, nên mau chóng rời khỏi giường đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Cứ nghĩ trong nhà không có ai, nên tôi cũng không cần mặc áo ngực. Cứ thế để xong mà đi xuống lầu, xem có cái gì ăn được hay không. Lúc tôi đi đến phòng khách, đã nhìn thấy Huy đang loay hoay nấu gì đó trong bếp. Tiếp theo là ngửi thấy mùi cá tanh, cùng với mùi dầu mỡ từ trong bếp xộc vào mũi, làm cho dạ dày tôi cuồn cuộn. Tôi muốn nôn, nhưng không biết nhà tắm ở đâu. Bây giờ mà chạy lên phòng thì tôi sẽ nôn ra nhà mất. Vì vậy tôi mới lấy tay bịt chặt lên mũi, rồi chạy lại chỗ Huy giật giật tay áo của anh ta. Huy nhìn tôi rồi vội quay mặt đi nơi khác. Tôi thì chả hiểu gì cả, chỉ muốn tìm nhà vệ sinh để nôn thôi. Tôi lấy tay giật tay áo anh thêm lần nữa. Lần này có lẽ anh đã hiểu ý của tôi, liền đưa tay tắt bếp lửa đang cháy, không nói không rằng, kéo tay tôi đi. Bàn tay anh ta rất lớn, lớn đến mức cầm trọn lấy bàn tay tôi. Huy dắt tôi đến nhà vệ sinh gần chỗ chúng tôi nhất rồi bảo, vào trong đi, cần gì thì gọi tôi. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đi nhanh vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Khổ nỗi mới sáng ra, đã ăn được gì đâu cho nên toàn nôn ra nước. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ lên lưng tôi, tiếp đến là một giọng nói quen thuộc. Có cần đến bệnh viện không? Quái thật, mấy hôm trước tôi còn ăn như trâu, cứ nghĩ sẽ không bị nghén, thế mà bây giờ đột nhiên lại nôn thế này. Mà phụ nữ mang thai nghén là việc bình thường, đâu cần phải đến bệnh viện làm gì. Nghĩ đến đây tôi nhìn Huy lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi ổn rồi. Ổn rồi thì ra ngoài ăn sáng đi. Nghe đến thức ăn thì miệng lại cảm thấy nhợn nhợn, không kìm được tôi lại bắt đầu nôn. Lần này tôi không chỉ nôn ra nước mà ra cả chất dịch màu vàng vàng xanh xanh có vị đắng ghét. Huy đứng bên cạnh thấy thế thì bảo, cô nôn ra cả dịch mật thế kia mà bảo là không sao. Thôi rửa mặt rồi thay quần áo đi, tôi đưa đi viện kiểm tra cho chắc chắn. Lần đầu mang thai cũng là lần đầu tôi nghén, cho nên không có tí kinh nghiệm gì cả. Nghe thấy Huy bảo tôi nôn ra cả dịch mật thì cũng lo lo, không biết mình bị làm sao, cho nên tôi không cãi nữa mà làm theo lời Huy, rửa qua mặt mũi rồi đi lên nhanh phòng thay quần áo. Lúc tôi đi xuống thì thấy Huy đã lấy ô tô đợi sẵn. Anh đưa tôi đến bệnh viện làm thủ tục các thứ rồi cùng tôi vào phòng siêu âm. Bác sĩ bắt đầu di di trên bụng tôi kiểm tra một lúc thì bảo, thai nhi vẫn khỏe mạnh, mẹ nghén thì con mới phát triển được. Yên tâm đi, đây là dấu hiệu bình thường của phụ nữ mang thai. Nếu nghén quá cảm thấy không chịu được thì tiêm thuốc chống nôn. Nhưng thuốc nào cũng thế đều có tác dụng phụ. Tiêm thuốc chống nôn người mẹ sẽ đỡ buồn nôn, đỡ mệt. Nhưng em bé sinh ra dễ bị dị tật bẩm sinh hoặc dẫn đến sảy thai. Anh chị muốn thế nào? Lúc này Huy im lặng, anh đưa mắt nhìn tôi. Nhìn vào ánh mắt của anh tôi có thể đọc được anh đang muốn tôi đưa ra quyết định của mình. Mặc dù tôi đã từng đem con ra làm lý do ép Huy phải kết hôn với mình, với thiên chức của một người mẹ, tôi không bao giờ vì bản thân mình mà chọn cách làm hại đến đứa con bé bỏng trong bụng của mình được. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã lắc đầu từ chối. Tôi chịu được, không cần phải tiêm thuốc đâu ạ. Vậy thì cố gắng lên nhé, qua 3 tháng đầu cô sẽ ổn thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi và Huy chào bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường về anh đột nhiên lại lên tiếng hỏi tôi, cô thèm ăn gì để tôi mua? Nghe xong câu nói của Huy, tôi cảm thấy có chút ấm lòng. Mặc dù anh kết hôn với tôi là vì trách nhiệm, nhưng ít ra anh cũng lo lắng và quan tâm đến mẹ con tôi như thế này, cũng xem như mối quan hệ của chúng tôi không quá lạnh nhạt như tôi đã nghĩ. Tôi quay mặt sang nhìn Huy,
Nhìn nửa khuôn mặt của anh lúc này thật sự rất đẹp. Mũi cao, lông mày rậm, môi không quá dày cũng không quá mỏng. Bất giác tôi lại tự nói với lòng mình. Anh ta đẹp trai thật. Huy thấy tôi không trả lời mà cứ nhìn mình như thế thì bảo. Nhìn tôi thế đủ rồi, bây giờ muốn ăn gì tôi mua. Nghe xong câu nói của anh tôi có chút xấu hổ và lúng túng nên ấp úng đáp. Tôi thèm bánh ngọt. Nói chung cái gì ngọt ngọt thì anh mua cho tôi. Anh nghe tôi nói xong thì im lặng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Huy cho xe chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại trước cửa của một siêu thị mini. Anh quay sang nhìn tôi rồi bảo. Đợi tôi một lát. Vâng. Nói rồi anh đi vào trong siêu thị. Một lúc sau anh quay trở ra thì trên tay đã mang theo một đống túi to túi nhỏ. Huy bỏ vào cốp xe sau đó ngồi vào ghế lái. Lúc này tôi quay sang nhìn anh khẽ hỏi. Anh mua gì mà nhiều thế? Về xem thì biết. Tôi bĩu môi không thèm hỏi Huy thêm câu gì nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài, im lặng mãi cho đến lúc chúng tôi trở về nhà. Huy bước xuống xe rồi vòng qua chỗ tôi bảo. Ngồi ở đây đợi tôi một lát. Không biết anh định làm gì, nhưng khi nghe thấy Huy nói như thế tôi cũng gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên trong xe đợi. Huy mang mấy túi đồ khi nãy đi vào trong nhà. Tầm 10 phút sau anh quay trở ra. Vào nhà thôi. Vâng. Hai chúng tôi một trước một sau đi vào trong nhà. Lúc vào đến nơi tôi không còn ngửi thấy mùi tanh cùng với mùi dầu mỡ khi nãy nữa. Cửa sổ cũng đã được mở thông thoáng. Huy đưa cho tôi một ly sữa ấm rồi bảo. Uống tạm ly sữa bầu đi, tôi nấu thức ăn khác. Mấy món khi nãy anh nấu đâu? Vứt rồi. Sao lại vứt, phí phạm quá. Thế cô ăn được à? À không, vậy thì đừng ồn ào nữa. Tôi không thèm đôi co với anh ta nữa mà cầm lấy mấy túi đồ khi nãy Huy đã mua mở ra xem. Bên trong có tận mấy lon sữa bầu, đủ các loại trái cây sấy khô, mứt gừng, mà chỉ có duy nhất hai bịch bánh ngọt. Đồ tôi dặn thì anh ta chỉ mua có hai cái, còn mấy cái tôi không dặn thì lại mua cả đống là sao nhỉ? Tôi thắc mắc quá. Nhưng vì Huy đang nấu ăn cho, nên tôi cũng không dám hỏi. Một lúc sau khi thức ăn đã được nấu chín, Huy còn tự tay bày sẵn mọi thứ ra bàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cứ ngỡ chúng tôi là một cặp vợ chồng thực sự. Vợ ngén chồng nấu cơm, giữa mối quan hệ của chúng tôi không tồn tại bất kỳ sự toan tính nào cả. Huy đứng ngay bàn ăn đưa mắt nhìn phía tôi rồi bảo, ăn cơm thôi. Vâng. Tôi đứng dậy đi lại bàn ăn. Lần này tôi đã không còn ngửi thấy mùi tanh khó chịu như khi sáng nữa. Nhìn một bàn cơm gồm thịt nạc kho tiêu, canh bầu nấu thịt viên, đậu cô ve luộc. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, cứ nghĩ Huy sẽ nấu tạm vài món như trứng luộc, rau luộc hay thịt luộc thôi. Không ngờ anh lại nấu được nhiều món như thế này. Tôi kéo ghế ngồi xuống dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Huy. Anh nấu hết đấy à? Huy nhìn tôi với bộ mặt ngán ngẩm chả buồn nói. Như kiểu nếu không phải tôi nấu thì còn là ai? Tôi thấy thế thì không hỏi vấn đề này nữa, mà hỏi sang chuyện khác. Sao anh mua bánh ngọt ít thế? Phụ nữ mang thai ăn ngọt nhiều không tốt. Nhưng mà tôi thèm, thèm cũng không được ăn. Tôi bĩu môi không thèm nói với người đàn ông này nữa, mà tập trung ăn cơm. Phải công nhận Huy là người đàn ông mà nấu ăn còn ngon hơn cả tôi. Người ta bảo, người đàn ông tốt là người vừa kiếm được tiền vừa biết nấu ăn. Huy có đủ cả hai thứ ấy. Có được xem là người đàn ông tốt không nhỉ? Cho dù anh ta có tốt thế nào cũng không thể trở thành người đàn ông của tôi được. Anh cưới tôi chỉ vì trách nhiệm. Còn người anh yêu lại là Nga cơ mà. Tôi đang chìm đắm trong mạch cảm xúc của mình thì Huy lại nói. Cô nghỉ làm đi. Sao? Thấy thái độ của tôi như thế. Huy đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của anh ta rất khó để người khác đoán được là anh ta đang nghĩ gì. Huy nhìn tôi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Cô nghỉ làm đi. Sao lại thế? Vì cô đang mang thai con của tôi. Người ta mang thai vẫn đi làm được đấy thôi. Người ta là người ta, cô là cô. Tôi không muốn cô cứ ra đường suốt như thế. Lỡ xảy ra việc gì với con của tôi thì làm thế nào? Tôi sẽ đi đứng cẩn thận, chắc sẽ không sao đâu. Anh để tôi đi làm nhé. Không, đi. Không. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh ta như thế,
Tôi cũng không còn nói gì thêm được nữa, đành miễn cưỡng đồng ý nghỉ làm theo lời của anh ta. Sau khi ăn cơm xong, tôi đứng dậy đang định thu dọn chén bát thì Huy bảo, để đấy, tôi phụ dọn cho. Không cần, khi nãy anh nấu cơm rồi, bây giờ tôi dọn là Huề, để tôi làm cho, cứ ăn không làm tôi ngại đấy. Lại kia ngồi đi, để đó đừng làm vướng chân vướng tay tôi. Nếu anh ta đã không cho tôi làm thì tôi càng khỏe. Tôi đi lẹ ghế sofa ngồi xuống, nhìn Huy đang cặm cụi dọn dẹp mọi thứ một mình. Tôi thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai bảo anh ta không cho tôi phụ làm gì. Ngồi mãi buồn quá tôi không biết làm gì, đang nằm dài xuống ghế sofa, cầm điều khiển mở tivi lên xem. Trời mùa đông không khí se se lạnh, làm cho con người ta ăn no rồi chỉ nằm trong chăn mà ngủ. Không biết có phải vì tôi đang mang thai nên buồn ngủ hay không, mà vừa xem tivi được một lúc tôi đã buồn ngủ đến díu cả mắt. Nằm ngáp ngắn ngáp dài được một lúc rồi tôi ngủ quên mất. Trong lúc đang mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi cảm nhận được cả cơ thể mình nhạy bẫng như có ai đó đang bế mình lên vậy. Đang trong cơn buồn ngủ nên tôi cũng lười biếng mở mắt. Mãi cho đến một lúc sau, tôi lại cảm thấy cơ thể mình được ai đó đặt xuống giường. Cảm giác cứ như ngày trước, khi tôi còn bé, mỗi lần ngủ quên, bố đều bế tôi đặt lên giường như thế. Theo thói quen, tôi ôm chặt lấy tay của người vừa bế mình, rồi gối đầu lên đó mà ngủ, miệng lẩm bẩm. Con ôm bố ngủ một lát. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tôi cũng không biết nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trên giường. Ngoài trời nắng đã không còn gay gắt nữa, tôi cầm lấy điện thoại lên xem mấy giờ, thì thấy có một tin nhắn của Huy. Tôi đi làm, tôi nấu cơm rồi, đói thì hâm nóng lại mà ăn. Đọc xong dòng tin nhắn tôi thở dài. Cứ nghĩ đám cưới xong, Huy sẽ được nghỉ ít nhất cũng 2-3 ngày. Nhưng không ngờ anh lại đi làm ngay như thế. Trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có một mình, nên tôi cũng buồn. Không biết làm gì đành lấy điện thoại gọi cho đứa bạn thân duy nhất của mình. Thanh vừa bắt máy lên đã cướp lời của tôi. Hôm nay bão đến hay sao mà mày gọi điện thoại cho tao thế? Mày bớt móc mỉa tao có được không? Tao gọi để báo cho mày một tin đây. Tin gì? Động đất hay núi lửa? Tin này còn kinh khủng hơn cả động đất với núi lửa đấy. Mày nói tao nghe xem nào. Tao và ông Huy kết hôn rồi đấy nhé. Cái gì? Kết hôn á? Ừ. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Định khi nào thì cưới? Bọn tao cưới rồi, cưới hôm qua. Con chó, bạn bè mà cưới chồng cũng không báo với tao một tiếng, để tao còn về chúc mừng mày chứ. Lù bù quá nên tao quên mất. Bây giờ tao báo cũng được chứ sao. Tao giận rồi, không chơi với mày nữa. Không chơi nữa thật không? Thật. Thế tao tắt máy nhá. Này khoan đã, tao hết giận rồi, chơi lại với mày. Vậy thì tốt. Tốt cái con khỉ. Bây giờ mày định thế nào? Chưa biết nữa, cứ đợi sinh con xong rồi tính. Vậy cũng được. Cho dù mày làm gì thì tao cũng đều ủng hộ. Nếu khi nào không chịu được nữa thì vẫn còn có tao. Tao biết rồi. Dạo này mày sống thế nào, có ổn không? Ổn nhưng hơi buồn. Mà thằng Khánh bị cho thôi học rồi đấy. Nó bị đuổi về nước rồi. Mày có gặp nó không? Không, sao lại thế? Ai mà biết, đang yên đang lành, nhà trường lại kêu nó lên kỷ luật rồi cho thôi học. Cho chừa cái tật mất dạy, làm hại đời con gái nhà người khác đi. Chuyện qua rồi bỏ đi. Thôi muộn rồi, tao đi nấu cơm đây. Ừ, cần gì thì gọi cho tao. Tao biết rồi. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Tôi đi vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ, mặc cho mình một chiếc váy suông thoải mái, rồi đi xuống lầu cắm nồi cơm và hâm nóng lại thức ăn. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 5 giờ chiều, có lẽ là Huy cũng sắp về rồi. Khi sáng Huy đã nấu cơm, còn tự tay dọn dẹp mọi thứ. Bây giờ tôi dọn sẵn cơm cho anh ta về ăn, xem như là Huề vậy. Ngồi trước mâm cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, tôi đợi mãi đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy Huy về nhà. Định lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi không thân thiết đến mức tôi có thể xen vào đời tư của Huy. Nghĩ như vậy nên tôi lại thôi mà đặt điện thoại xuống bàn. Lúc này bụng của tôi thì cũng đói lắm rồi, mà ăn cơm trước thì cũng không hay. Vậy nên tôi mới đứng dậy pha một ly sữa bầu uống tạm. Tôi đợi mãi đến tận hơn 10 giờ đêm mà Huy vẫn chưa về. Bụng cứ réo lên ầm ĩ.
Đột nhiên điện thoại lại báo tin nhắn. Mở ra xem mới biết là Huy nhắn anh bảo: đêm nay tôi không về, khóa cửa ngủ đi. Đọc xong tin nhắn này, tôi không trả lời lại mà chỉ khẽ cười. Một nụ cười chua chát. Giữa tôi và Huy là mối quan hệ thế nào cơ chứ? Tình yêu không? Bạn bè không? Thứ tồn tại giữa chúng tôi là trách nhiệm và sự toan tính. Anh vì muốn chịu trách nhiệm cho nên anh đã quyết định lấy tôi. Còn tôi thì vì toan tính nên mới đưa đứa bé ra để ép Huy cưới mình. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì tôi còn hy vọng gì trong mối quan hệ này mà đợi chờ anh về ăn cơm cùng mình cơ chứ? Tôi đứng dậy khóa cửa cẩn thận không ăn cơm mà cứ thế bước lên phòng. Đêm nay anh không về đây, có lẽ là đang vui vẻ bên cạnh Nga rồi. Anh và cô ấy mới đúng là một đôi, không phải tôi. Nằm xuống chiếc giường rộng lớn và đầy trống trải, tôi tự hỏi bản thân mình, liệu con đường mà tôi đang đi có đúng hay không? Suy nghĩ mệt rồi tôi ngủ thiếp đi. Đến sáng ngày hôm sau khi tôi thức dậy, thì vị trí bên cạnh vẫn không có ai nằm. Đưa tay sờ xuống thì thấy nó lạnh ngắt. Có lẽ đêm qua Huy không về nhà thật. Tôi thở dài thườn thượt rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống dưới nhà nấu cho mình một gói mì rồi ăn tạm. Dù có chuyện gì xảy ra, thậm chí là trời có sụp xuống, thì tôi vẫn phải ăn. Ăn không phải cho bản thân mình, mà là cho con của tôi, một người thân ruột thịt còn lại duy nhất của tôi. Cả ngày ở nhà mãi cũng chán, cho nên tôi lấy xe máy đến nhà mẹ chồng chơi với bà và dì hai. Hai người thấy tôi đến thì vui lắm, cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, làm tôi trả lời đến mỏi cả mồm. Tôi ở nhà mẹ chồng chơi đến chiều thì xin phép ra về. Trên đường về tôi ghé vào chợ mua vài thứ cho vào tủ lạnh. Khi nào cần nấu thì có mà nấu. Lúc tôi đi qua đường Bạch Đằng thì lại nhìn thấy Huy và Nga đang ngồi trong một quán cà phê. Không biết là bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Nga gật đầu lia lịa. Nhìn thấy cảnh tượng này không hiểu sao, tôi lại cảm thấy sao sao ấy. Ngay cả tôi cũng không thể lý giải được. Đứng nhìn hai người họ thêm một lúc, tôi lặng lẽ rời đi. Lang thang qua các phố phường, nhìn dòng người tấp nập qua lại, tôi cảm thấy mình cô đơn quá. Dẫu biết là con đường mà tôi chọn sẽ rất nhiều chông gai, nhưng không nghĩ nó lại gian nan thế này. Tôi hít sâu vào một hơi rồi thở mạnh ra, lấy lại tinh thần vứt bỏ mọi buồn phiền và những suy nghĩ sang một bên. Cho dù anh và Nga có là gì của nhau đi nữa, tôi cũng không quan tâm đến nữa. Bây giờ tôi chỉ cần tinh thần vui vẻ, ăn ngon, ngủ tốt, đợi ngày đón con chào đời và tìm kiếm điểm yếu của Huy. Chỉ có thế tôi mới uy hiếp anh ta được. Khi tôi đã nắm được điểm yếu của Huy thì quá trình trả thù sẽ được rút ngắn lại. Giờ này là giờ tan làm cho nên xe cộ lưu thông rất đông đúc. Tôi phải vất vả mất hơn 30 phút mới có thể chạy về đến nhà. Khi xe còn chưa kịp dừng lại, tôi đã bị một chiếc xe máy khác ép sát vào lề đường. May là chân tôi dài nên chống kịp, nếu không đã ngã sấp mặt rồi. Không biết tên khốn nạn nào lại đi xe mất dạy thế không biết. Tôi quay sang định mắng cho hắn ta một trận, thì phát hiện ra người vừa ép xe mình chính là tên chủ nợ 5 tỷ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người mà mình muốn trốn lại cứ gặp suốt. Hắn ta gạt chân chống cây rụp, mặt mũi hầm hầm bước lại gần, rồi chỉ tay vào mặt tôi. Mày bước xuống xe nói chuyện với tao. Nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, làm cho tôi cảm thấy có chút e dè. Bây giờ tôi đang mang thai, nếu không làm theo lời hắn sợ là không ổn. Tôi gật đầu gạt chân trống, rồi ngoan ngoãn bước xuống khỏi xe theo lời của hắn. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã đưa tay lên tát bốp một cái vào mặt tôi. Cái tát mạnh đến mức môi tôi bật máu. Hắn nhìn tôi rồi quát. Con danh, mày dám xỏ mũi bố mày à? Bây giờ mày trả tiền hay để tao giết mày? Tôi lùi về sau, một tay ôm lấy một bên mặt của mình rồi nói. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất trả tiền cho anh. Anh cho tôi thêm ít thời gian nữa thôi. Mẹ cha mày chứ, thời với trả gian. Tao để cho mày bao lâu rồi? Để hôm nay bố mày cho mày một trận thì mày mới biết sợ. Hắn ta nói xong không để cho tôi kịp trả lời, đã vùng tay lên cao định tiếp tục tát vào mặt tôi. Khi bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào mặt tôi,
thì đã có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay hắn. Người đó chính là Huy. Khuôn mặt Huy lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Bàn tay anh dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn ta phải gào lên. Mẹ kiếp thằng Danh, mày có bỏ tay bố mày ra không? Hay muốn bố giết luôn cả mày hả? Huy nghe xong thì bình thản đáp. Nếu mày đủ bản lĩnh. Mày ngon, mày bỏ tay tao ra xem tao có xiên chết mẹ mày không? Được. Nói dứt lời, Huy hất mạnh tay hắn ta ra. Lực hất khá mạnh khiến hắn ta lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tôi thấy Huy buông tay hắn ta ra như thế thì thầm nghĩ. Anh ta bị điên hay sao vậy nhỉ? Sao lại bỏ tay hắn ta ra như thế? Lỡ hắn cho anh ăn dao thật thì làm thế nào? Khi tôi còn đang mải mê với vô vàn câu hỏi của mình, thì gã chủ nợ 5 tỷ của tôi như hóa điên. Hắn lao đến đưa nắm đấm về phía Huy một cái rất mạnh. Tôi đoán cú đấm này mà chạm vào mặt Huy thì chắc chắn gãy răng như chơi. Nhưng mà Huy thì cũng không phải giọng vừa. Bình thường thấy anh ta điềm tĩnh là thế, nhưng khi đánh nhau thì nhanh nhẹn và hăng kinh khủng. Anh vừa thấy hắn ta đưa nắm đấm về phía mình thì đã ngửa người tránh sang một bên. Sau đó thì lao đến đấm liên tiếp vào mặt hắn, khiến mặt mũi hắn máu me bè bét. Hắn gào lên chửi. Mày dám đánh tao à? Loại cặn bã như mày đánh thế này còn ít. Dứt lời, Huy vẫn không ngừng đưa nắm đấm về phía hắn. Mấy người đi đường thấy đánh nhau thì bắt đầu xúm lại bàn tán. Tôi thì sợ Huy đánh chết người, lại không muốn anh vì mình mà gặp phiền phức, cho nên đã nhanh chóng lao đến nắm lấy tay anh mà gào lên. Đủ rồi, anh đánh hắn thế là đủ rồi, dừng tay lại đi. Bỏ ra. Không, tôi không bỏ. Anh dừng tay lại thì tôi mới bỏ. Huy khựng lại quay sang nhìn tôi. Có lẽ nhìn thấy vết máu vẫn còn dính trên khóe miệng của tôi. Vì cái tát khi nãy cho nên anh khẽ nhíu mày. Anh nhìn tôi rất nhanh sau đó không hất tay tôi ra. Mà lấy tay mình chậm rãi gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi tay anh. Rồi tiếp tục đấm vào mặt hắn. Nhìn Huy lúc này như muốn giết chết hắn ta vậy. Tôi sợ quá không biết làm sao cả. Đành lao đến ôm chặt anh từ phía sau lưng. Huy, đủ rồi. Tôi không bị sao cả, anh đừng đánh nữa. Anh mà đánh nữa hắn sẽ chết đấy. Bỏ tôi ra. Không, tôi không bỏ, đánh thế được rồi. Bây giờ tôi thấy mệt. Tôi mệt lắm, anh đưa tôi về được không? Quả nhiên cách này của tôi có hiệu quả thật. Huy nghe thấy tôi bảo mệt mới chịu dừng lại. Anh đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn ta rồi bảo. Cấm mày đụng vào cô ấy. Anh nói xong không đợi hắn trả lời. Đã quay sang nắm lấy tay tôi đi lại chiếc xe máy. Rồi chở tôi vào nhà. Lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ bàn tay của anh. Thấy tay anh cũng đang chảy máu thì hốt hoảng. Tay anh bị thương rồi, mình đến bệnh viện kiểm tra đi. Huy giật tay lại rồi nói. Không cần. Nói dứt lời anh đi một mạch vào nhà. Tôi cũng đi theo anh ta từ phía sau. Nhìn bàn tay Huy vì tôi mà chảy máu thì trong lòng tôi lại cảm thấy áy náy. Không cần biết anh nghĩ thế nào, tôi vẫn mặt dày đi lại kéo nhẹ cánh tay áo Huy. Anh thấy tôi như thế thì quay sang nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Sao thế? Nhà có bông băng và thuốc sát trùng không? Làm gì? Tay anh chảy máu thế này, không đi viện thì cũng phải rửa vết thương đi chứ. Bông băng và thuốc để ở đâu? Tôi đi lấy cho. Có lẽ lúc này Huy nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của tôi, cho nên không từ chối nữa mà bảo. Trên phòng ngăn tủ đầu tiên. Tôi biết rồi. Tôi xoay người chạy nhanh lên cầu thang. Vừa chạy được vài bước đã nghe thấy tiếng của Huy từ đằng sau vọng đến. Đang mang thai đừng chạy. Nghe xong câu nói đó của Huy, tôi mới sực nhớ ra là mình đang mang thai. Nãy giờ rối quá nên tôi cũng quên mất. Tôi gật đầu vâng một tiếng, sau đó chậm rãi bước về phòng. Cầm lấy bông băng và thuốc sát trùng, tôi đi xuống nhà kéo tay Huy lại ghế sofa. Anh ngồi xuống đi, tôi rửa vết thương cho. Không cần, tôi tự làm. Tự làm cái gì mà tự làm? Anh cứ ngồi im đấy cho tôi. Tôi không biết mình đã ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám ra lệnh cho Huy như thế. Tôi cứ nghĩ là Huy sẽ quát lại tôi nhưng không phải. Anh không nói gì nữa cả mà ngồi im lặng cho tôi, muốn làm gì thì làm. Tôi cầm lấy bàn tay máu me của Huy, vừa đổ thuốc sát trùng vừa chu miệng thổi phù phù. Anh rát không? Không. Ngày trước mỗi khi tôi ngã, bố đều thổi cho tôi thế này đấy, thấy hiệu quả không? Không.
Ờ, khi nãy anh chả bảo không rát còn gì. Trẻ con mới cần thổi. Ý của anh ta bảo tôi trẻ con đấy à? Tôi thật sự muốn trả thật mạnh vào vết thương của Huy cho bỏ tức. Nhưng nghĩ đến việc khi nãy anh đã đánh nhau vì tôi, nên tôi không thèm chấp. Rửa và băng bó vết thương cho Huy xong xuôi, tôi mới thở phào. Vết thương tuy hơi sâu một tí, nhưng không quá nghiêm trọng. Dù vậy cũng cần phải giữ, nếu không để đến lúc nó nhiễm trùng thì lại rách việc. Tôi nhìn Huy rồi nói, vết thương khá sâu nên anh đừng đụng nước cho nó mau lành. Mặc kệ mấy lời nói của tôi, Huy không thèm trả lời mà đứng dậy đi vào nhà bếp. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của anh dành cho mình, tôi chỉ biết thở dài, khom người nhặt sạch sẽ mọi thứ ném vào giọt rác. Lúc đi ngang qua nhà bếp, tôi thấy Huy đang vén tay áo lên. Tôi đoán chắc là anh đang định nấu cơm, cho nên lập tức đi đến ngăn lại. Này, để tôi nấu cho, tay anh thế đừng làm. Tôi không sao. Nhìn thái độ bướng bỉnh của Huy, tôi thật sự cảm thấy bực mình. Anh ta có phải là con nít đâu chứ? Tay bị thương thế mà đụng nước thì khi nào mới lành? Nếu anh ta không phải vì tôi mới bị như vậy, thì tôi cũng chả thèm mà quan tâm. Tôi đi đến lấy vai mình hất anh ta sang một bên. Để tôi nấu cho. Cô đang nghén thì nấu sao được? Hết nghén rồi. Hả? Nhìn thái độ của Huy, tôi cười cười rồi bảo. Tôi chỉ buồn nôn vào buổi sáng thôi, bây giờ hết rồi. Anh tránh ra cho tôi nấu. Huy nghe tôi nói xong thì không nói thêm gì nữa, mà xoay người đi ra ngoài. Tôi đứng trong bếp nhìn theo phía sau, cho đến khi thấy anh đi lên lầu, thì đi nhanh ra phòng khách. Mở túi sách lấy khẩu trang mang vào. Nói thì nói thế thôi, chứ ngửi thêm mùi thức ăn và mùi hành tỏi phi, tôi lại buồn nôn. Tôi trước giờ không phải là đứa con gái đảm đang. Mấy cái việc nữ công gia chánh thế này tôi bụng lắm. Ngày trước mấy việc bếp núc thế này toàn là dì Hai làm. Sau này đi du học tôi mới tập tành nấu được 2-3 tháng, cho nên chỉ nấu được vài món đơn giản mà thôi. Tôi lấy thịt heo mà khi nãy mình vừa mua mang ra rửa sạch sẽ, cho vào nồi rồi đặt lên bếp để luộc. Chiên thêm vài quả trứng, rồi cắt ra 2 quả dưa leo, thế là xong bữa tối. Bày trí mọi thứ ra bàn, tôi xoay người định lên phòng gọi Huy, thì thấy anh đã ngồi ở ghế sofa. Anh nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Tôi biết là anh nhìn mình vì cái gì, nên cười cười sau đó tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống rồi nói. Tôi sợ dầu văng vào mặt. Vẻ mặt Huy nhìn tôi như kiểu tôi đấy biết thừa là cô đang nói dối. Nhưng anh lại buồn chán không thèm vạch trần tôi. Tôi thấy vậy thì lảng sang chuyện khác, lập tức chỉ tay về phía bàn ăn. Cơm chín rồi vào ăn thôi. Ừ. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Lúc này anh không hỏi tôi lý do tại sao hắn ta lại đánh tôi mà chỉ nói. Mặt còn đau không? Đã từ lâu rồi, kể từ khi bố mẹ qua đời không còn ai hỏi tôi một câu quan tâm thế này. Bây giờ nghe Huy nói đột nhiên sống mũi tôi lại cay cay. Tôi nhìn anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà lắc đầu đáp. Không đau nữa. Ừ. Hai chúng tôi nói đến đây thì không nói thêm gì nữa mà im lặng ăn cơm thế thôi. Sau khi ăn cơm xong, tôi lại không muốn tay Huy đụng nước nên đành phải dành làm hết mọi việc. Lần này Huy không tranh việc với tôi nữa mà xoay người đi lên lầu, dọn dẹp các thứ xong xuôi. Tôi khóa cửa nhà cẩn thận rồi đi về phòng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Huy, tôi thấy phòng đang sáng đèn nên cố ý đi chậm lại một chút để nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Mọi thứ đều im lặng, có lẽ là Huy đang làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chuyện đã qua của tác giả Lê Thúy Diễm. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.